sau khi ghi nhận một ca mắc COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn của thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Sáng ngày 17 tháng 11 đến trưa ngày 18 tháng 11 đã có 29 ca mắc mới, đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến ổ dịch này. Những ca mắc mới này là cán bộ giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, đối tượng 4, do Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh, thành phố Điện Biên Phủ tổ chức từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 11. Lớp có trên 60 học viên và giảng viên, đến nay đã có 30 trường hợp mắc COVID-19, phần lớn là giáo viên các trường trên địa bàn của thành phố. Các lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đã tổ chức truy vết, cách ly y tế những người tiếp xúc gần với các bệnh nhân nhiễm COVID-19, triển khai lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng đối với các học viên lớp đối tượng 4 và giáo viên học sinh nhiều trường học có liên quan đến các ca F0 mới ghi nhận. Tính từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 18 tháng 11, tỉnh Điện Biên ghi nhận 255 ca mắc COVID-19 tại 5 huyện, thành phố trong toàn tỉnh.